Hello, anh em, chào mừng anh em trở lại channel của Minh Kiều nha. Thì nay là 1 tháng 5 anh em ơi. Không biết anh em có đi họp lớp hay đi đâu đó hay để làm gì hay là không. Tôi thì hiện tại đang ở Nhật Bản và không được nghỉ. À, tôi được nghỉ nhưng mà không được về Việt Nam này. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ gửi đến cho anh em quả kèo kinh sàng của cá khô, sốc gà, cũng như là của Moon và con gà Tây anh em nhá. Để chúng ta xem những ông lớn thực sự ở Việt Nam đánh con kinh sàng như thế nào. Thì vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ đi nhập cốt của ngày mùng 1 tháng 5, sau đó chúng ta sẽ đến trận đấu của các ông lớn Việt Nam anh em nhá. Bây giờ là sẽ đi nhập cốt này. Thì tôi đã tổng hợp được cốt ngày mùng 1 tháng 5 đây anh em ạ. Anh em có thể nhập theo tôi nhá. Đổi qua này. Đây có cốt chung lao động vui vẻ này. Anh em xúc luôn đấy nhá. Lao động vui vẻ này hạn sử dụng đến mùng 1 tháng 5 rồi này. Ui giời ôi, cốt quốc tế lao động anh em ơi. Quá ngon rồi. Tiếp. Đây là cốt 180 gô su. Thì phần thưởng như này thì tôi sẽ trao vào tối nay, tôi sẽ live stream để trao thưởng cho anh em nhá. Trao thưởng hai ngày liên tục cho anh em thứ 29 và 30 vừa rồi. Ok chưa anh em? Quá xanh chín, 1500 gương và 5 thẻ chưa muộn giờ. Anh em nhớ like, đăng ký kênh và comment hai số nhá. Tiếp là cốt 500 gô su này. Ăn cốt ngập mồm luôn. Cốt ngập mồm luôn. Rồi 20 thẻ chưa muộn cao cấp luôn này. Càng thế nhỉ. Cốt 1800 gô su này. Ui giời ơi, quá ngon anh em ạ. Tiếp này, cốt 360 gô su, 3600 gô su này. Ây xài. Không phải nói gì nhá anh em nhá. Cốt là phải ăn full 3 ngày. 29 30 mùng 1, hôm nay là mùng 1 tháng 5 nhá. Anh em nhớ nhập cái cốt này nè. Cốt lao động vui vẻ này vào nhá. Hạn chỉ sử dụng đến mùng 1 tháng 5 thôi. Tôi sẽ để cái link cốt ở dưới mô tả video này, anh em nhớ ăn nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với quả kèo cá khô và sốc gà trước để xem sức mạnh của cái rốt thể hiện như nào nhá anh em nhá. Let's go. Đây cụm của sốc gà cá khô. Thì sốc gà với cá khô thì nó như kiểu là Real Madrid với cả Barcelona ngày xưa anh em ạ. Thế hệ của Messi và Ronaldo đấy. Đó, cái cạnh tranh liên tục. Nhưng hiện tại là sau khi đã bổ sung thế lực cho mình, bổ sung lực lượng cho mình con kinh, mắc kỹ năng SP, thì liệu cá kho vẫn đứt xích với sốc gà như bình thường. Nhưng mà chúng ta sẽ xem đứt xích như thế nào nhá. 9.112.000 này. Và team phụ 1, team gần chính của bên sốc gà là có 9.050.000 thôi. Kém khoảng 50.000 lực chiến. Và không để con mạo. Tôi nhấn mạnh này anh em nhé, không để con Wano Marco vào đội hình 1 này. Không để con Wano Marco vào đội hình 1. Mà chỉ để con Jeffy thôi. Tôi xem con Edgood Review nào. Nhưng mà tầm này Edgood Review thì cũng không có cái vẹo gì nữa anh em ạ. Vì bên cá kho chơi toàn chơi định hóa thôi. Tốc độ tầm này thì hơi lưu tiêu tí đây. Bên kinh sàng của cá kho đây. Kinh sàng cá kho đi full tốc anh em nhá. Thì như tôi nói ở video hôm qua đấy. Là theo ý kiến cá nhân của tôi thì kinh sàng có hai cách chơi. Một là anh em đi nhanh hơn hẳn đội bạn. Hai là anh em đi chậm hơn hẳn đội bạn luôn. Chậm hơn hẳn những con tấn công đội bạn luôn nhá. Đây tốc 24 này. Cá kho này build tốc cực nhanh. Cá kho này team của cá kho là build tốc là siêu nhanh em nhá. Đi theo lối chơi là thiên về tốc độ này. Còn đây là của bên sốc gà này, kinh sàng sốc gà. À, đây nhá. Trời ơi, tôi thích quả này đấy, thích quả full dấu trắng này. Nhưng mà ơi giời ơi. Mà dấu trắng này hơi tiêu anh em ạ. Cái bộ dấu trắng này như này thì yếu quá. Nếu mà anh em muốn chơi dấu trắng kinh sàng đấy thì tôi nghĩ là anh em phải chơi full công nhá. Nhưng mà nếu mà chơi cái kiểu tốc độ nửa mùa này thì sát thương khả năng thấp. Sát thương tôi nghĩ là thấp đấy. Bạo kích 52, sát thương bạo kích 206 này hơi thấp nhá. Hơi thấp để chúng ta xem thể hiện như nào này. Đá này. Xuyên thấu, ok xuyên thấu bắt buộc rồi. Né tránh này. Né tránh thì chơi kinh sàng thì cũng không cần thiết lắm. Tốc độ thêm. Liên kích cấp cũng rồi. Ôi. Đây để chúng ta để ý con cà đốt nhá. Cà đốt trận này cũng gọi là tâm điểm này. Xung kích này. 231.45 cũng hơi thấp nha. Cũng thực ra cũng không cao lắm đâu. Tốc độ thì cũng hơi nửa mùa thôi. Trận rồi. Sốc gà build đồ. Sốc gà build đồ nó vẫn cứ làm sao anh em ạ. Không có liên kích này. Không có tốc độ, không có liên kích luôn. Tôi thấy cái sốc gà vẫn build team cứ làm sao anh em ạ. Rồi. Này cá kho không thôi được. Khả năng cay đấy. Khả năng cay đấy anh em ạ. Build đồ cái kiểu này. Xem review là khi tử vong có 6% lập tức hồi sinh 10% bắn về tối đa. Tốc độ 20, tốc 12. Ok, nhìn chung là đây con Perona là build team chính còn ổn này. Để xem cá kho còn không bế được cái team này của sốc gà đi cô anh em ạ. Nhìn build đồ này, ui giời ơi. Dã man quá anh em ạ. Anh em xem thể hiện nào nhá. À đây con kinh sàng cá kho. Con kinh sàng cá kho 243 47.
Nhìn chung với cái tầm 9 triệu lực chiến công, lượng công này tôi nghĩ là hơi thấp. Phát thương bạo kích cũng hơi thấp và tỷ lệ bạo kích cũng hơi thấp nốt. Anh em ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xem một kèo thể hiện như nào nhá. Anh em ạ, tiếc gì một like mà đăng ký kênh cho quả kèo. Mai tôi sẽ gửi đến cho anh em khá nhiều kèo hot đấy. Trước mắt là sẽ hai quả kèo kinh chàng này đã. Trước mắt hai quả kèo kinh chàng này mắc kỹ năng AP. Thì bên tay trái mà nhỏ chúng ta là sốc gà. Bên tay phải mà nhỏ chúng ta là cá kho anh em nhá. Một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai huyền thoại ở trong Việt Nam của chúng ta này. Ui, 7 triệu 3 chết luôn đâu đen nhá. 4 triệu này này. Ui, kẻ đốt giật dã man thế nhỉ. Càng 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 càng. Ô, sóc gà chết luôn một con gì đó rồi. Sóc gà chết luôn Sabo rồi. Sóc gà chết luôn Sabo rồi anh em ạ. Con này là kinh sằng ca kho nhá. 4 triệu rưỡi này, xiên thêm một đoàn này. 4 triệu 1. Wanomaco nhá, bên sóc gà bên tay trái. Kim phụ của sóc gà còn không sử dụng Wanomaco, thì nhấn mạnh anh em là không sử dụng Wanomaco nhá. Anh em cũng chú ý xem này. Sabo. Sóc gà bị quả dị quá anh em ạ. Đây để xem. Kinh chàng full nộ đâu trắng rồi chưa. Úi dồi, 9 triệu 9 nhá, nhìn nhá. 9 triệu 9. Ui, 12 triệu 6 này. Ui. Kẻ rốt ơi là kẻ rốt. Ui giời ơi, đây còn, ông này còn không build liên kích ạ. Không build tốc độ thì tôi còn ngửi được, chứ không build liên kích thì thấy hơi sai sai như thế đấy nhá. Anh em bên Việt Nam vẫn không muốn thử sức với quả bộ dâu trắng cho kinh chàng nhỉ. Bộ dâu trắng cho full đam kinh chàng. Phải nói là cực trâu luôn. Tôi nghĩ là cực trâu, vì bên Red King ở bên CBLU đã thử cái bộ đấy anh em ạ. Và tôi thấy bộ đấy, tôi nghĩ là bộ đấy là khỏe nhất. Chơi full bộ dâu trắng và chơi full đam kinh chàng. Anh em yên tâm đi, kinh chàng chúng ta không thể chết sốc được đâu nhá. Vì nó có nội tại né tránh 100%, nên là không thể nào chết sốc được. Nên là cái điều chết sốc anh em không bao giờ phải xoắn. Được chưa? Đấy, hồi sinh bằng giáp phi này. Mỗi bên có 4 lần giải hiệu ứng. Vì bên kia tổng số người chết trên sân là 4 người rồi. Thì kinh chàng được miễn nhiễm cộng 4 cái nội tại giải hiệu ứng này. Ba cổ. Sợ nhỉ, con Kerrot trận này nó bế luôn tìm cá kho đi. Ui, 7 triệu 7 buốt chưa. Ý này. 7 củ 2 thôi này. Chết kinh chàng ở bên ấy đâu. Chết kinh chàng ở bên sốc gà đâu. Do bên sốc gà không sở hữu con Marco, nên là con khả năng hồi phục của bên sốc gà team 1 khá yếu. Đây là Deffy. 3 triệu 2 từ Sabo. Chắc chắn là sau cá kho không lấy con Yamato thì chắc chắn sẽ lấy con Shiki các bạn. Chắc chắn là sẽ lấy con Shiki rồi, không còn gì nhầm lẫn nữa. Đã bỏ con Yamato và lấy con Shiki. Nhưng mà tôi nghĩ là cho dù cá kho có chiêu nạp Shiki vào trong team, ép mắc kỹ năng SP đi chăng nữa thì khả năng vẫn không ăn được sốc gà. Khả năng cao vẫn không thể ăn được sốc gà các bạn. Vì sao? Team chính của sốc gà còn chưa ra sân nhá. Và team của cá kho vẫn đang chật vật đây này. Team chính của sốc gà chưa ra sân. Kerrot, ui, 13 triệu 8 anh em ơi. Ôi, anh em đã nhìn thấy lượng đam khủng của Kerrot chưa? Đấy, đây mới là, thật sự là cái con Kerrot này cũng là một con tướng cực kỳ đáng chơi nhá. Cực kỳ đáng chơi, vì sao ngày đợt trước là tôi không bảo anh em lấy. Vì sao? Vì đợt trước tôi bảo anh em rồi đấy, là cái con Kerrot này nó sẽ vào dương UD nhá. Nên sẽ vào Trung Quốc nó vào dương UD thì sẽ vào Việt Nam chắc chắn vào dương UD. Nên là sau này anh em chắc chắn sẽ phải lấy con Kerrot này. Kerrot này ở bên Trung Quốc này nó chơi rất nhiều luôn. Thậm chí ở bên EU có mic tròn chơi nhá. Top đầu, trong những top hàng đầu mới tròn chơi. Anh em có thể build con Kerrot này chơi vào team chính. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn anh em nhé. Kết hợp với Yang Lily tạo thành bộ đôi siêu sát thủ. Kết hợp với Uta là úp vào nữa thì nó giật cho gì. Tuyết điện luôn. Tuyết điện luôn. Ôi. Được chưa? Kinh chứ nhỉ. Sẽ hòa thôi. Trận này Kerrot mình nghĩ là không đủ đam. Kerrot là sẽ không đủ đam để lấy mạng của Nomako mắc kỹ năng HP. Vì sao? Vì Kerrot nó không có chặn hồi máu. Với cả Kerrot này không có liên kích. Nếu mà Kerrot này có liên kích khả năng lấy mạng được đấy. Bỏ cái xung kích lên thay bằng liên kích lấy mạng được. Tôi nghĩ là lấy mạng được. Sọc gà lại không ép liên kích cho Kerrot này. Hay thật. Thua lực chiến. Được chưa? Một mình con Kerrot nó cần nguyên team của cá kho luôn. Một mình con Kerrot nó cần nguyên team cá kho luôn.
Sau khi nhà nói đâu đó cá kho nghỉ xả hơi 3 tháng mà quay lại, nhưng mà bây giờ sốc gà quá khỏe rồi anh em ạ. Sốc gà quá khỏe rồi. Thậm chí hai team của sốc gà còn 9 triệu. Ra con UR nào sốc gà lấy và mắc kỹ năng SP con UR đấy thì mình nghĩ cá kho tầm này không còn là đối thủ của sốc gà nữa. Thậm chí là đợt này lấy con Siki cũng chưa chắc ăn được. Ui đấy, này mà có thêm liên kích nữa khả năng là bế được đấy, khả năng là sẽ bế được. Đối thủ cực kỳ đáng gờm, đối thủ chuyên kiếp của cá kho nhưng sốc gà. Ngày xưa thì sốc gà hoàn toàn không ăn được cá kho. Và tầm 3-4 tháng trở lại đây thì tầm 3 tháng, thì chính xác là 3 tháng trở lại đây thì sốc gà quá khỏe. Đây team chính của sốc gà đấy anh em nhá. Đây mà team chính của sốc gà này. Sở hữu đại nhị tỷ Perona và Yamato mắc kỹ năng SP nhá. Ok, mình hoặc đã chọn đối phương mục tiêu đấy, chọn đúng con đó. Chọn đúng con Yamato này, nhưng không ăn thua. Đốt đi, đốt ổ đèn đi. Tí Perona nó lên 10 thành nộ, nó búng vào một phát thì cỡ Mi Hoắc với Sanji nè. Alo Sanji sẽ vào nội tại, còn ông Mi Hoắc với cả Akanu cờ đốc cỡ. Ui dồi, chết luôn rồi, chưa kịp nói gì Yamato tiễn đi luôn. Ui 8.2 triệu. Ui sinh Akanu nè, 3 triệu, chém 3 triệu tầm này không thấm. Chém 3 triệu tầm này không thấm anh em ạ. Úi giời, 2.4 triệu. Marco đi trước này, 1.3 triệu. Ôi giời, máu cho Yamato. Hồi máu cho Yamato. Đây, vô thích năng nhà đây. Mút 4.6 triệu. Úi giời ơi, chiến kích thì hoặc thủ khá yếu, không thể chịu được. Gần như là không cửa bật anh em ạ, không cửa bật. Đây là sốc gà còn build vớ build vặn đấy. Nếu mà build chuẩn tí nữa thì khả năng là nó còn kinh nữa anh em ạ. Nếu mà build chuẩn con Kalos một tí nữa thì khả năng còn kinh nữa đấy. Tôi nghĩ là đủ khả năng sẽ kết nhiễu. Đâu cũng hên xui, cũng hên xui với con Marco, cũng hên xui thôi. Phải còn sống thêm một con tướng đam nữa thì khả năng mới kết nhiễu được. Đây Perona nó tích được 5 thành nộ này. Thì thực ra thì con Shiki với con Yamato ấy thì nó cũng chỉ là 1-9-1-10 thôi nha bạn. Cái lượng sát thương gây ra cũng chỉ 1-9-1-10. Còn nếu mà tính nếu mà Shiki mà bị đen ấy thì cái lượng sát thương gây ra tôi nghĩ sẽ không bằng Yamato. Còn nếu Shiki mà đỏ thì nó sẽ gây ra lượng sát thương nhiều hơn Yamato. Đỏ đây là gì? Đỏ là liên kích anh em ạ. Cái nội tại của Shiki thì cái chiêu thứ hai của nó, bất kể là chiêu đánh thường hay là ulti, đều gây ra một lượng sát thương cực kỳ lớn nha. Phải nói là cực kỳ lớn đấy. Nó có thể lên X lên nhiều lần. Xem mà cá kho lấy con bài Shiki về đánh mấy sốc gà sẽ như nào, nhưng mà tôi nghĩ là sốc gà vớ vẩn cũng lấy nốt Shiki thôi. Sốc gà sẽ lấy nốt Shiki các bạn. Với cái tình hình như này là sốc gà sẽ lấy nốt Shiki. Perona đang thích 8 thanh nộ rồi, để xem búng bắt nào. Ulti thì khả năng không đau lắm. Nhị tỷ Perona. Úi giời, 12 triệu 1. Đồng đen kết điễu rồi, 10 triệu 4 xong luôn. Toác luôn, ui giời, ôi. Đâu, xem Kerot. 70 triệu sát thương đến từ Kerot anh em ơi. Ui giời, 70 triệu sát thương đến từ em gái Kerot. Quá tởm anh em ơi. Quá tởm đến từ 70 triệu sát thương đến từ em gái Kerot nha. Kinh thế nhỉ. Đây còn chưa team này của Kerot, team của sốc gà còn chưa nhét con Marco vào đấy nhá. Chưa nhét con Marco vào. Thì tương quan lực chiến giữa hai bên thì tầm này sốc gà chênh khá nhiều rồi, 9 triệu rồi, hai team 9 triệu. Cá kho một team 9 triệu, một team gần 8 triệu thôi, 7 triệu rưỡi. Tầm này cá kho thiếu khá nhiều tiếng UR, các bạn không biết còn ém hàng con gì không. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cuộc kèo Moon một con gà Tây anh em nhá. Let's go. Ok anh em ơi, đây là quả kèo giữa Moon và con gà Tây nhá. Xem nào, kinh, con gà Tây là 9.430.000. Còn Moon là 10.062.000, tranh nhau khoảng tầm 1.2 triệu lực chiến, không quá nhiều. Kinh sang rồi, để team phụ luôn.
Để xem build team chính kinh chàng đến từ con gà tây nè. 227 sát thương bạo kích khá thấp. Bạo kích thì tạm ổn và tấn công ngon. Tấn công này cũng tạm ổn, 2477. 2477 mà tầm 9 triệu lực chiến này thì 2477 thì cũng là tức là trung bình đấy các bạn. Đây nhá. Đi được còn gần như full tốc này. Đi theo kiểu gần như full tốc để chúng ta sẽ xem cái quả đi gần như full tốc này thế nào nhá. Yamato này, sát thương bạo kích này khá cao này. Sát thương bạo kích đây, tỷ lệ bạo kích nhá, 800 này. Công rồi, công được đấy. Công châu đấy, chơi địa chấn. Ta à, chơi địa chấn ok. Lông đen. Xuyên thấu, tịnh hóa thần lực này. Chơi full bộ mặt trời này, 69% này. Con gà tây VS với cả Moon. Moon sở hữu con Perona chất chơi luôn. Con Perona chất chịu rồi, sát thương bạo kích 314%, xem quả này nó búng vào nào anh em nhá. Ui dồi ôi, công 273k đấy. Công này nó mới là công này. Sát thương bạo kích tấn công. Ủa ôi. Ủa ôi. Ui tấn công 14 này. Đây bộ này là bộ này chất lượng này. Bộ này khá chất lượng đấy nhá. Bộ này đem nó kinh sáng xiên thì nó cũng hơi bị tởm luôn. Ui dồi mì hoác để team chính luôn. Mì hoác để team chính luôn ok. Đây, chúng ta sẽ đi xem luôn này. Xem luôn quả kèo. Đây bên Moon ở bên tay trái của chúng ta. Còn nó con gà tây ở bên tay phải bằng nhỏ anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh vào team chính của Moon và con gà tây này. Ok anh em ơi, đây là team chính của Moon nhá. Xem nào, 5 con mắc kỹ năng HP. Anh em một like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ của đồng hẹo quảng cáo này nè. Ủng hộ ngay nào. Úi giời ơi, mình hoặc chọn mục tiêu là Zoro chém chết luôn. Giờ chọn mục tiêu là ô đen. Một búng. Để xem nhị tỷ Perona với 314% sát thương bạo kích. Khi tích full nộ cộng attack là 270k nó sẽ đến kinh khủng tẩm đến cái mức độ nào anh em ơi. Nó sẽ kinh khủng tẩm cái mức độ nào này. Cái đồ xăng này. Lồng đen. Úi dồi 6 triệu 4. Úi dồi ôi hồi 5 triệu 5 máu từ Marco ạ. Còn đây là vô thị năng nha đến từ Yamato. 10 triệu 1 rồi. Vâng. Sát thương quá ổn định từ Yamato. Đùa mà Yamato này. Đây. Kinh sàng con gà tây đây. 9 triệu 4 VS 10 triệu 6. Thua khoảng 1 triệu 2 lực chiến. Kinh sáng chiều 1 đam đơn mục tiêu 3 triệu rưỡi này. 1 triệu 7 từ lông đen. Nhà mao 4 cổ. Xem nào, để xem. Kinh sáng này đi trước toàn bộ rồi. Kinh sáng này đi trước toàn bộ bên kia rồi. Một là kinh sáng là đi trước toàn bộ hoàn toàn. Hai là đi sau. Chưa có nộ nha. Đây kinh sáng đang trong nội tại này tránh 100% này. Đang trong nội tại này tránh 100% anh em nhá. Hoặc ok. Marco đi trước hồi máu kinh sàng. Trời ơi Marco mấy ông này hồi máu sợ thật. Kinh sàng đi trước à. Ogitano Waza 5 triệu 1 thôi. Một xiên 2 triệu 8. 2 triệu 8 này. Nhìn chung sát thương cũng chưa được cao lắm anh em ạ. 2 triệu 4 này. Ui dồi ôi. Hồi 5 triệu 6 máu cũng rồi. Khả năng con lông đen vừa bị lag sát thương không? Vừa bị lag sát thương không? Đây, bây giờ Perona nó tích full hành động à. Ui giời, nó lại xả vào chiêu 3 này hỏng rồi. Nhìn sơ cua thì có vẻ như là Moon đang thua thế nhá. Để xem lật kèo như nào là. Nhìn sơ cua của ai là Moon có vẻ đang thua thế này. Ít giờ 1 triệu 1 từ kinh sàng. Ui dồi 7 triệu. Yamato sợ thật. Tiễn luôn mình hoác cả bên kia rồi. 6 triệu 6 này. Perona vẫn chưa trong trạng thái full nộ mà đã xả chiêu rồi. Hơi phí.
Và King Sang lại trong trạng thái nhà tránh 100% của mình này. Bây giờ hết rồi. Sang rào mới. À nó vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn anh em ơi. Thanh tẩy là tốn mất tăng đốt sạch và thanh tự thanh tẩy toàn bộ hiệu ứng xấu của bản thân này. Lồng đen 15 triệu 5 ạ. Chết luôn King Sang nhá. Úi giời ơi. Lồng đen còn gà tây. À nhầm, lồng đen còn Moon. Chết luôn King Sang ạ. Cảm ơn quá. Thế là trận này là con lồng đen gánh team à. Con lồng đen ở bên Moon gánh team anh em ạ. Ảo thật đấy. Không phải là King Sang, không phải là Perona, mà là con lồng đen gánh team à. Sở hữu trái Yami và trái Gura. Lồng đen vừa xảo và 15 triệu 5 sát thương. Khá thốn. Chết luôn King Sang anh em ạ. Ui dồi ôi, vụt quả 10 triệu 6 này. Chất tê nhỉ. Ui 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 ui, nét nét. Ta nói là nét anh em ạ. Bốn triệu đã, ô full 10 nộ mà búng được có 4 triệu đã. Ít thế nhỉ. Bây giờ nó farm full 10 nộ mà búng được có 4 triệu nhỉ. Tầm phải búng được có 40 triệu mới đúng. Sabo 4 triệu 2 này. Ui giời, lại nộ vào chiều 3. Dù anh ba đạp vào 6 triệu 7 được đấy. Cũng nét đấy nhờ. Perona vẫn trâu quá. Rồi, Perona lại 10 nộ rồi. Bây giờ nó ulti quá, xem nào. Ôi giời, chưa kịp ulti chết luôn. Ok, quả kèo này khả năng là kết thúc tại đây anh em nhá. Hòa rồi. Đây nhá. Chúng ta xem sát thương nữa, sát thương người ra này. Lồng đen 12 triệu 5 rồi, 2 round. Đây 37 triệu 6 đến từ lồng đen này. Chưa? Trận này hòa biết ngay. Trận cuối là hòa nha em nhá. Ok. Ok anh em ạ, quả kèo này kết thúc tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi quả kèo King Sang. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để tôi sẽ review cho anh em quả kèo Siki nhá. Tôi sẽ review cho anh em xem quả kèo của vua sư tử Siki này. Ok, chúc anh em một mùng 1 tháng 5 vui vẻ bên bạn bè, người thân, gia đình nhá. Bye bye.